Sao cô không vào đi? Tôi... Cô không cần phải cảm ơn Xến Sẩm đâu. Mau vào đi. Tôi thấy cô lo lắng cho anh ta đến mức phát điên rồi đấy. Nhưng mà lẽ ra tôi không nên như vậy với anh. Tôi tự nguyện mà. Mau vào đi. Thực sự anh quá tốt với tôi. Ở bên cạnh anh á, lúc nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Nên tôi luôn xem anh như là một người anh. Annabelle là Annabelle. Thôi được rồi, để cô không phải khó xử. Chúng ta chơi trò tông đồng xu lần cuối đi. Nếu mặt ngửa, tôi sẽ ra đi mà đầu không ngoảnh lại. Còn nếu mặt sấp, bằng mọi giá tôi sẽ giữ cô ở lại bên tôi. Cô đi đi, làm mặt ngửa đấy. Bao lần ngóng trông, vừa quên giây phút. Cảm ơn cô vì phải có một chút do dự. Mau đi đi, không tôi đổi ý bây giờ. Đi đi. Vì tôi